mới sinh được 3 tháng thì liệu đã làm được vùng kín chưa? Bác sĩ có kê kháng sinh không vì con em dùng hoàn toàn sữa mẹ, không dùng sữa ngoài? Với trường hợp mà bạn đã sinh 3 tháng ấy, mà đang cho con bú thì bác sĩ Cường khuyên là này là bạn nên chờ thêm, có lẽ là thêm ngoài 6 tháng. Tại vì sau làm xong thì chắc chắn là phải dùng kháng sinh. Ngoài ra thì con 3 tháng thì em bé nó còn khá là non, vì thế nên là nếu mình mà không chính thức chăm sóc ấy, thì cũng có lẽ hơi khó khăn. Mình nên là đợi khoảng tầm 6 tháng. Thời gian 6 tháng thì mặc dù là nếu bạn cho con bú hoàn toàn thì bác sĩ Cường vẫn kê để cho mình những cái loại kháng sinh qua đường đặt này hoặc là qua đường uống, nhưng mà có thể dùng được cho con bú. Cái này cũng không có khó khăn gì cả. Vì thế nên là bạn cứ yên tâm, mà thời gian 6 tháng với những phụ nữ cho con bú thì cũng được nhắc đi rất là nhiều lần. Thời gian 3 tháng thì dành cho những phụ nữ không cho con bú hoặc cơ thể nó phục hồi lại trong cái tình trạng sớm, thì thế nên là mình cứ bình tĩnh, không vấn đề gì cả, muộn một tí cũng không sao hết. Em sinh thường nên quá trình đó ảnh hưởng rất nhiều đến tầng sinh môn. Em muốn thẩm mỹ tầng sinh môn, xóa sẹo tầng sinh môn, vậy bệnh viện có thực hiện được cả hai cái đó không? Rất may là này là ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thì hầu như tất cả những trường hợp mà phẫu thuật thu hẹp âm đạo, hay còn gọi là phẫu thuật tầng sinh môn, hay cũng có thể gọi là phẫu thuật làm lại toàn bộ thành sau âm đạo ấy, thì bao giờ bác sĩ Cường cũng cố gắng là này là xử lý cái sẹo cắt rạch tầng sinh môn bên ngoài. Cái sẹo đấy thường thì mọi người hay bị tình trạng là này là sẹo lệch sang bên phải, và cái vị trí nếu mà tính theo cái mặt đồng hồ thì ở chỉ khoảng tầm 7 giờ hoặc là cá biệt một số bạn thì lên đến vị trí 8 giờ. Thì nếu mà cái sẹo mà nó không quá dài thì mình sẽ cắt bỏ cái sẹo đi, sau đó đưa cái sẹo chuyển về đường giữa. Trong trường hợp một số bạn thì cái sẹo nó rất là dài, sẹo nó có thể sát đến ngang với mức hậu môn chẳng hạn, thì mình cũng chỉ cắt bỏ được một phần cái đấy đi chứ không thể cắt bỏ hoàn toàn được, và đưa cái đường khâu nó về đường giữa, tức là để đưa vào cái vùng đúng vào cái nếp da và để cho không thấy cái sẹo nữa. Hầu như là có một cái tin vui là hầu như tất cả những cái vết khâu ở tầng sinh môn thì nguy cơ tạo sẹo thì không nhiều lắm, miễn là tất cả những đường khâu của mình đưa vào phần nếp da để đảm bảo là này là cái sẹo nó sẽ vào đúng cái nếp da. Ngoài ra thì một số trường hợp thì mình một số vị trí mình sẽ khâu luồn trong da, để khâu luồn trong da tức là giống như cái khâu mổ đẻ, là hai cái mép da được khép khít vào nhau, và sau khi liền thì nó tạo thành một cái đường sẹo chỉ như một đường chỉ thôi. Còn có trường hợp mà nếu mà nhỏ còn không nhìn thấy sẹo đâu.